Why? Who why? Xong rồi nó sửa, xong sau đó nó mới ra cái 10 year warranty để cho nó bảo đảm cho người ta đó. Chứ không phải là mình nói không công bằng, mình cứ nói xấu Việt Nam, nói xấu VinFast, chưa chắc đâu, you know, tại vì mới mà. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay phải nói là một cuộc trải nghiệm rất là tuyệt vời. Đầu tiên là cảm ơn lần nữa đối với anh Derek đây, cũng như anh Michael là người gắn bó suốt với channel TV Media này, đặc biệt là đưa đến quý vị những hình ảnh mới nhất, những cái cuộc trải nghiệm mới nhất. Bởi vì như nói là trước giờ đó, nhiều người người ta vào người ta phản biện hay là người ta chê trách cái VinFast VF8 một cách vô cớ, và thậm chí là đưa ra những tình tiết mà ngày hôm nay mới có trải nghiệm được như vậy. Và thôi thì cứ hình ảnh nó chứng minh, và hơn nữa là anh Derek là anh là chủ nhân của chiếc xe Tesla Model S rồi, đối với nhìn thấy. Và bây giờ thì sao anh trở lại ngồi đây thì bình rồi, nhớ lại từ sáng giờ những cái trải nghiệm của anh đó, anh chia sẻ về những cái điểm khác nhau và những điểm nổi trội hay là những điểm khiếm khuyết giữa hai xe này, anh có thể chia sẻ được rồi. Thì nói chung á thì tôi thấy là VinFast là cũng hay lắm, not bad, very good car. Về mấy chi tiết thì như các bạn sẽ đã thấy rồi á, là hai xe mà về vấn đề autopilot tự động á thì cũng giống nhau, không có khác nhiều, chỉ có khác một cái là bấm lên sao thôi. Tesla nó có cái cây ra mình cầm mình kéo lên, còn VinFast thì nó bấm đây. Okay. Yeah. Nhưng mà nó cũng đi theo đường cũng như nhau vậy đó. Cũng thắng đúng. Cái là ngày hôm nay chúng tôi là đi đúng một con đường thôi. Đúng rồi. Và cùng một người cũng lái. Có đường đó, một người đó lái thôi, yeah. Tôi thôi, không khác. Thì mình mới so sánh được. Thì Tesla đó lúc mà nó tự động nó thắng đó, tại cái xe trên nó ngừng lại thì nó tự động nó ngừng, xong rồi xe trên nó ngừng lại thì Tesla nó ngừng lại tự động á. Lúc mà xe trên nó chạy đi á, thì Tesla tự động nó chạy, không cần phải nói nó. Còn VinFast á, nếu mà ngừng lâu quá đó thì mình muốn nó chạy á, mình phải ấn cái gas thì nó mới bị chạy lại. Thì cái đó là cái khác thôi. Nhưng mà once mình ấn cái gas rồi á là nó cũng tự động như hồi nãy thôi. Dạ, yeah, theo vậy thôi, không có gì. Tôi thấy không, cái hệ thống không khác nhau, không khác. Nó giống nhau, nó chạy cũng đúng tiêu chuẩn như vậy thôi. Dạ. Có điều như thế này, chiếc Tesla của anh hồi nãy, ví dụ như lâu lâu mình mới dịnh vào cái quay lăng một lần, đúng rồi. Nhở. Và anh nói rằng bên chiếc VinFast thì nó có cái camera để nhìn vô con mắt mình á. Đúng rồi. Phải chi giống như kỹ thuật, có thể là tới đây họ sẽ cải thiện lại là hey, tôi đang ngồi đây chứ đâu. Đúng nhìn rồi. Mắt luôn chứ đúng rồi. Khác là nó sẽ khác rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cứ 17 giây mà đụng vô như vậy á thì hơi bất tiện. Nó mất cái cảm giác của cái tự lái đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trong thì 17 giây Tesla nữa cũng là 3-4 giây à. Đúng rồi. Đúng rồi. Tesla nó lâu hơn 17 giây nhưng mà nó cũng vậy đó, nó bắt mình phải cầm vô tay lái trong một thời gian ngắn đó. Để cho nó mình khỏi có bị accident. Nhưng mà như Tiến Dũng nói là nếu mà có camera sẵn ở trước mặt nó nhìn mặt mình rồi á thì nó biết là cái mắt mình nhìn lên trước rồi, nó đâu cần phải 17 giây ngắn quá. Theo như Michael nghĩ đó là cái 17 giây hoặc là 20 giây hoặc là 25 giây, cái đó là cái phần mềm, cái mấy người bên VinFast họ có thể là thiết kế và nghe những cái chia sẻ này họ có thể kéo dài ra. Tại vì nếu mà mình người lái xe mà cứ mỗi lần mà báo mình phải để tay lên á, nó 17 giây nó rất là lẹ. Đúng rồi. Cho nó mất cái mục đích, nó mất cái mục đích của lái tự động. Đối với em nha, với những cái xe mà tiên tiến như vậy nè, mình lên mình đã là cái gì nó tự lái cho mình ngồi nó sướng. Đúng rồi. Thì đúng cái rồi. 17 giây nó chưa feel được. Đúng rồi. Nó chưa tới cái đầu. Mình cà rờ cái tay lại. Theo mình nghĩ là cái chiếc Tesla đó họ đã trải nghiệm rồi. Lúc đầu họ cũng như vậy, họ phải thích đi ra. Đúng rồi. Nếu mà nói về kỹ thuật mình thấy thích đi ra.
thì coi như là sau một thời gian lâu mà họ để bao lâu mà họ mới nó mới remind anh quên rồi, cũng khá lâu lắm á, khá lâu á, khá lâu á, phút 2 phút gì đó, lâu 1 phút đó, cho nên những cái trải nghiệm này họ đã trải qua rồi. Nếu mà nếu mà VinFast team mà đồng đội của VinFast về kỹ thuật đó nhìn kỹ lại là VinFast có thể là bên Tesla đã bỏ thời gian trải nghiệm rồi, thì nghe được cái này họ thể có thể là extend ra được nữa, mình làm cho cái trải nghiệm nó tốt hơn cái xe. Hay là làm cái kiểu mà GM, nghe nói là xe GM General Motors của Mỹ á, hay là Ford gì đó, nó có camera nó nhìn mặt mình rồi, không cần phải rầu tay vô cái nó nhìn mặt mình, nó biết là cái mặt mình, cái mắt mình đang nhìn trước thì thôi. Đúng rồi. Mình nhìn đi thì nó kêu lên thì phải. À, mình nhìn xuống nó kêu lên dùng điện thoại này kia là nó đường như này là nó biết là ok anh này đang để ý nè, nó không cần phải nó đã có một cái sensor như vậy rồi, không nhất thiết là phải 17 giây. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn về tốc độ của xe hồi nãy như anh đã chạy xe VinFast nè, rồi anh chuyển qua Sport đó. Đối với anh, nếu mình so sánh ngang với bên Tesla thì anh thấy có khác gì không? Thực ra mà nói mình cảm nhận, cái ý nó là cái cảm nhận nha. Chứ còn mà nói về kỹ thuật mình không nói ở đây, mà cái cảm nhận anh thấy có khác gì không? Khác, cái VinFast nó mạnh hơn. Tôi thấy ấn nó đi mạnh hơn, mà lúc mà mình mở chân mình ra nó cũng mạnh hơn, nó như cái xe Sport á, cái xe đua đó. Cái xe đua là như vậy đó. Rồi mình mở ra nó ngừng liền, mình ấn nó đi liền. Tesla nó không có mạnh như vậy, nhưng mà tại vì Tesla nó làm cho nó more luxury, đúng không? Cái xe nó mắc tiền, nó muốn làm cho nó feel như là luxury hơn. Thay vì thay xe thể thao, sport. Đó, theo thể thao đó, mà có một tí luxury. Còn VinFast nó mua thể thao. Nếu mình ấn vô cái sport là nó rất là mạnh. Tôi không ngờ nó mạnh vậy. Không ngờ nó mạnh vậy đó. Nhưng mà tôi thấy khác một chút xíu là cái Tesla ấn ga nó mạnh liền, còn VinFast ấn ga nó chờ một chút xíu xong nó mới mạnh. Thì cái đó nó cần improve chỗ đó đó. Anh có để không? Anh thấy cái đó là anh ngồi thôi, anh không có cảm nhận hết. Lúc anh lái đó, lúc sau này lái lái về để coi. Ở cái xe VinFast đó, VinFast đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Mình ấn trước, even though mình select cái Sport. Mình ấn trước xong nó chờ chút xíu xong mới nhảy lên. Còn Tesla ấn là nó nhảy lên liền. Tuy nhiên không nhảy lên mạnh bằng VinFast. Nhưng mà nó nhảy lên liền, nó không có chờ. Còn cái vấn đề khi mà nảy xuống cái cua quẹo mà giống như ôm cua vòng tròn á, em ngồi thôi nhưng mà em nhìn anh á, cái ghế mà nó ôm vô cái ghế của cái xe đó, trong xe VinFast á, em thấy là được đó nha. Nó ôm hơn, cái VinFast nó có vẻ nó ôm hơn. Nó ôm hơn. Again, cái Tesla Model X nó làm cho more luxury. Nó cũng có sport nhưng mà nó more luxury. Thì tôi so sánh cũng như là cái Mercedes với lại BMW á. Nhờ nếu mà mọi người chạy Mercedes, BMW biết giống vậy đó. Tesla giống Mercedes. Còn VinFast nó more giống BMW. Đó. Nhất là cái thiết kế. Thì theo mình có thấy đó, thứ nhất mình nhìn vào cái giá cả xe và cái chức năng của xe và cái trải nghiệm xe mà cùng một người lái luôn, thì mình thấy là anh thấy là với một cái xe mà thời gian mà đã sản xuất trong vòng 5-6 năm mà nó có một cái chức năng mà Tesla đã trải qua một thời gian khá lâu, chẳng hạn như cái 17 giây hồi nãy mình đã nói đó, là quá tuyệt vời. VinFast đã đi đúng con đường. Thêm anh cụ thể là mà những cái chia sẻ nhỏ bây giờ mình đưa ra như vậy đó, thì VinFast làm nữa lên xe có thể là trong tương lai là nó ngang ngửa và hơn Tesla luôn, tại vì VinFast luôn luôn cập nhật những cái gì mới nhất thông minh nhất của các hãng xe Nhật, Pháp, Nhật, Đức hoặc là Á Châu. Thì đại khái vậy. Thì nghe nói là nhiều người làm software engineer cho VinFast bây giờ, ngày xưa làm Tesla. Nghe nói là có đó. Đó. Thì lẽ nhiên là người ta mang cái technology của Tesla sang VinFast rồi còn gì nữa. Đúng không? Thì that's why nó giống nhau. Technology giống nhau thôi, mà the difference là nó khác là cái VinFast tới bây giờ cái technology nó cao sẵn rồi. Nó không cần phải trèo lên tới mức đó đâu. Ngày xưa Tesla nó phải develop từ zero. Phải thời gian. Nó mãi nó mới trèo lên. Learning curve. Bây giờ mấy cái người engineer làm cho Tesla mang cái đó sang VinFast. Thế là nó có sẵn rồi, nó có từ đây luôn. Nó lên thôi, thời gian nó lại rút lại đó. Với lại là nó làm cho rẻ hơn nữa, như ngày xưa đâu có rẻ như vậy. Giờ 50% rẻ hơn chiếc Tesla. Đúng rồi đó. Hoặc là còn về cái camera đó, hồi nãy thì bên Tesla đó là trừ trường hợp là mình tắt thôi thì nó mới tắt,
Còn bên VinFast á thì là trên 9 mai là bắt đầu nó tắt. À đúng rồi. Có thể là bởi vì người ta không muốn người khác quan tâm. À. Giờ thành ra nó bắt buộc là như vậy. Yeah. Tôi thấy nhiều người, tôi lại thích cái camera mà nhìn ra sau á, nó hiện lên hoài, tôi thích vậy. Yeah. Tại vì tôi muốn biết đằng sau là gì, cái nhìn ra mình biết liền. Nhưng mà nhiều người người ta không thích. Đúng rồi. Có nhiều người người ta nói cái distracting, sợ đấy chứ, có cái bà Mỹ á, chở bà nói muốn nhìn cái đó sợ. Tại vì đang lái nhìn cái này tự nhiên mình thấy đằng sau nó như không? Yeah. Nhiều người ta sợ, mà tôi là thích. Yeah. Nói là lúc nào mình cũng biết đằng sau là cái gì đằng sau mình. Yeah. Cái đó là preference thôi. Yeah. Đúng rồi. Yeah. Còn nói về body, nói về màu sắc thì thôi, chắc có lẽ là mọi người cũng thấy rồi, VinFast bây giờ về màu sắc cấu trúc điển hình là em đi ra nhiều nơi rồi, đậu với xe VinFast á, cái cấu hình của nó ai cũng mê cả. Đúng rồi. Màu sắc cũng vậy luôn. Anh biết cái màu xe anh chạy, anh Dũng đang chạy chiếc là chiếc xe nào biệt. Đúng màu đó không? Yeah. Xe Audi nè, đắt tiền nè, Audi nè, Lamborghini nè, SUV. Mình tại đây năm ngoái tháng 10 nó còn đi biển á, coi car show và cái helicopter show á, mấy chiếc Lamborghini sơn đúng màu orange sunset luôn. Cho nên là VinFast luôn luôn cập nhật những cái màu, những màu sắc mà là tối tân nhất mà cao cấp nhất, giống như những xưa trước đây. Không phải đơn giản đâu, chờ chứ ngày 3 tháng mới có màu này đó. Đó. Mình thích màu này, lần đầu tiên mình nhìn thấy trên hình đó anh. Em đi cái car show ở LA á, thì cái xe màu này nó có cái màu này đẹp quá, rồi lên trên lắp gác cũng đây nữa. Cái sau này thì mình nói ok, nếu vậy thì đưa cái xe này để mình review đi. Thì có điều là nó đắt quá, người ta book mấy cái xe màu xanh xét á. Thì tới giờ thì có available, thành ra là mới lấy chạy mà. Được cái là ngay mùa này mùa nắng nè, mùa hè đó, nó cũng min gì đó. Cái màu nó đặc biệt. Theo mình biết là cái chiếc những màu mà nổi giống như là orange nè, xanh xét nè, hay màu deep blue green á. Mấy chiếc đó là những chiếc mà bán chạy nhất bên công ty VinFast đã, theo mình còn biết là họ chia sẻ như vậy. Đó thì anh còn bên ví dụ như Tesla đó, về cái màu của nó, nếu mình chọn như vậy cái giá của nó phải cơ lên nhiều mà. Dạ, màu đỏ của tôi á, như là nó hơn 600 đồng gì đó mà. 2000 chứ anh nhà Michael. 2000. Bây giờ chắc 2000 rồi. Cách đây hồi trước Covid Michael định mua chiếc Model 3 cho thằng con Michael, rốt cuộc mua chiếc Round Hybrid SUV. Thì chiếc Model 3 đó mình mua, nếu mà mình muốn cái màu thêm nó tính thêm 2000 đô. À. 2000 đô. Color mình vô trong website mình coi, các bạn có thể kiểm chứng. Dạ. 2000 đô. Đúng thêm rồi. Cái màu muốn màu ngoài màu trắng. Dạ. Thì bởi vậy cho nên hồi đó nó mới lên tới 120.000. Yeah. Tại vì tôi nhiều option đó, leather ở trong da thiệt á. Yeah. Xong rồi màu đỏ. Yeah. Xong rồi cái cửa tự động, cái cửa bằng máy á. Tại vì hồi đó cái Model X á, nếu mà không có option á thì cửa mình phải mở bằng tay, đâu có bằng máy vậy. Thì là nó lại không có nó lại không có múa được. Nó múa là tại vì là nó có cái máy nó kéo lên cái xuống vậy. Thích coi múa chứ này chắc không múa. Coi múa lại cái. Lát nữa ra coi cái múa. Cái này dính gì đó bạn phải trả tiền nhiều không nè. Dạ, cái múa đó là mình phải trả tiền thêm. Mà nhiều chứ hả? Dạ, như mấy ngàn vậy đó mà. Thì giờ mấy chiếc Model X 2023 này nó còn múa được không anh? Hay là múa kiểu có khác? Được. Nó múa kiểu khác không? Không, thấy nó múa có một kiểu à? Mình muốn cho nó làm thêm mà. Tôi nghĩ nhúng là cái đó anh. Đó nhúng giống như mấy cái xe. Không, nhúng. Nhúng mấy chiếc Low Rider. Hồi nãy phát hiện là trên xe anh á, cái nhúng của nó đó, nó là dạng bơm gas á. Thì đúng rồi. Em đã đi chiếc McLaren á, thì xe đua, cái dạng đó của xe đua đó. Đúng rồi. Trong trường hợp mà tại xe đua thường nó thấp không à? Thấp, đúng rồi. Mà nếu mà gặp lượng cao thì nó phải nâng lên, bơm lên. Dạ, bơm lên. Cái đó thì về cái vấn đề cái program, chỉ có một cái program nó làm cho Noel để cái xe nó múa đó. Sau này nó không làm nữa. Thì tôi nghĩ là Tesla Elon nghe nha. Mở ra cho mọi người open source á, để cho mình program vô, đúng không? Mình muốn program nó nhảy sao mình vô, đúng không? Nhạc, bỏ nhạc theo. Còn open source lên. Bên đó là họ Tesla control hết luôn. Đúng rồi, control là cái múa là Tesla nó ra. Chứ mình không có program được. Nhưng mà tôi nghĩ là nên để cho open source, cho người ta muốn ai program gì cho nó nhảy sao là nhảy. Anh nói về là VinFast làm trước, VinFast sẽ làm trước á. Đấy thì nói chung quy lại là có lẽ đây là lần đầu tiên mà Tiến Dũng cũng như anh Michael đưa đến quý vị những hình ảnh mà thiết thực nhất luôn. Thôi thì ở bên ngoài ai nói gì nói, thì chúng tôi chỉ đưa những hình ảnh trung thực nhất thôi, còn cái quyền đánh giá là của quý vị. Và những hình ảnh này
Thầy cũng muốn gửi đến quý vị những người thật sự quan tâm thôi. Rồi nói về những tính năng khác, ví dụ như chạc pin này nọ thì thấy cũng giống rồi thôi. Xung quanh đây nếu không là Tesla thì rất là nhiều cái hãng chạc cái khác. Đối với em nha, em đi không gặp vấn đề gì cả. Mà chạm chạc bây giờ nó càng ngày càng nhiều nữa. Điển hình là đi lên Sacramento bây giờ đó, rất là dễ dàng, nó không phải là phải lo lắng gì đâu, cứ chạy vài chục mao là sẽ có một cái trạm chạc, ít nhất là trên freeway đó. Mà xuống local thì nó nhiều rồi. Đúng rồi. Đấy. Mày cũng chia sẻ thêm đó là sở dĩ biết là Model X chứ là chiếc DF8 đó là mình so sánh hơi chập chững, nhưng mà hỏi các bạn đều chiếc Model X là chiếc high end của bên Tesla, là chiếc cao nhất, top, mắc tiền nhất, top. Mình đã so sánh mà tuy nó hơi là 2016, cách đây 7 năm, cái thiết kế nó 7 năm rồi. Bây giờ mình model, mình coi, mình so sánh với chiếc Model 3 đó là cái sedan thì nó cũng không giống chiếc SUV của mình, midsize SUV. Mình so sánh chiếc Model Y, thì Model Y thì nó hình dung nó là cũng là dạng giống như là chiếc SUV, midsize SUV, nhưng mà nó là nó cũng cùng family với thằng Model X luôn. Cho nên các bạn thấy là mình đã so sánh như vậy, là mình thấy VinFast đã có cũng ngang ngửa, cũng là 89 giống như là chiếc Tesla Model X rồi. Có những cái chức năng và có những cái thiết kế trước đây Model X đã bỏ vào công sức vào như vậy rồi, thì mình nghĩ là nói chung đó, là về so sánh đó, thì anh nói đúng đó, là 90 mấy VinFast thì 90 mấy phần trăm của Tesla rồi đó, về về vấn đề lái xe, technology đủ thứ. Hiện giờ đang mà, có đó. Hiện giờ đang có, nhưng mà mình trả cho cái 50% thôi, đúng không? Đó, cái đó là hay đó. Thì cũng như là xe Nhật xưa giờ đó, ngày xưa cũng vậy đó. Xe Nhật đó, nó ra, mới ra đó, cái Lexus chẳng hạn, nó có hết tất cả những gì mà Mercedes có, nhưng mà nó bằng nửa thôi. That's why nhiều người sang Lexus hồi đó. Thì giờ VinFast thì cũng vậy đó. Mình mới vô, mà mình mới vô cái market thì mình phải làm rẻ cho người ta. Thì mình có nhiều nhưng mà mình trả ít. Cái lý do là như vậy đó. Anh vừa mới nhắc tới chiếc Lexus chiếc mới nhất là 450i đúng không? Đúng rồi. 450i là chiếc chiếc mới của bên Lexus đó, điện mà cũng cái bình sạc nó lên tới 240 mấy full charge à. Lexus là có mặt ở thị trường của xe đã khá lâu rồi, mà là coi như là cùng family với Toyota, mà bây giờ họ chỉ có thiết kế xe điện thì họ chỉ có không có khác gì chiếc VinFast. Đúng rồi. VF8. Biết là... cái đó là mình chỉ so sánh những cái gì mình có, những cái dữ kiện mình đang có để mà mình hiểu được mình đang đứng ở cái level nào, đang đứng ở đâu thôi. Đó, VinFast thì là đang trên trung bình tất cả, cũng là 7-8 điểm. Nói chung là cũng là ngang hàng với mấy hãng xe hơi khác thôi. Đó, mà mấy hãng đã well known, đã có tiếng tăm. Đúng rồi. Cũng khá hay. Thì đấy, nhìn về tương lai thì vẫn hy vọng VinFast sẽ có một cái tiến triển tốt hơn nữa ở ngay thị trường bên Mỹ này, bởi vì bên VinFast á, họ đưa qua cái cộng đồng người Việt trước chứ không phải là bên người Mỹ trước. Đúng rồi. Hôm trước em có hỏi thăm những người trong VinFast á, thì tại sao phải làm như vậy á, thì họ nói chính người Việt là những người phải giống như tiêu thụ trước thì cho mấy người bản xứ, thì từ đó mới mở rộng ra. Không phải là đi qua đây rồi phục vụ nhóm người Việt không đâu. Đúng rồi. Ra mình trên cộng đồng á, thì biết những người gọi là anti fan của VinFast á, họ nói đủ điều, nhưng mà anyway, dĩ nhiên ai cũng vậy, đưa một số tiền ra dù nhỏ dù lớn họ phải cân nhắc về chất lượng của cái hậu mãi, vẫn là những cái điều mà họ quan tâm nhất. Và cũng vậy với những cái video clip trải nghiệm và so sánh trực tiếp như anh Direct như vậy nè, những người mà dám nó lên, chứ Dũng biết là ngoài kia cũng rất là nhiều người, người ta đang giữ chiếc xe Tesla. Đúng rồi. Và người ta cũng thừa biết là có thể là những người đó đã từng bị recall, nhưng mà không ai dám chia sẻ giống như anh đâu. Chưa, em từng thấy nha. Tại vì nói sự thật, nếu mà muốn bằng chứng, pull up trong YouTube nói hết. Pull up từ hồi năm 2011. Ok, kéo tin tức lên. Ngày xưa Tesla cũng bị nhiều problem lắm. Mà Elon Musk gần hết tiền mấy lần đó. Anh ta khóc ở trên video đó. Bấm lên coi. You know? Tại vì là mới ra cái gì đó là lúc nào cũng khó khăn hết. Lúc nào cũng bị glitch, lúc nào cũng bị problem. Đúng rồi. Mà Elon hồi đó đó, Tesla mới ra đời năm 2011, 2010 gì đó, là cái người đầu tiên mà làm hãng xe hơi trong 50 năm. 50 năm không có ai làm thành công xe hơi, hãng xe hơi nữa. Chỉ có Elon lên, bởi lúc mà Elon nó lên cái đó là không ai tin hết á. Nói là một là anh ta không có kinh nghiệm xe hơi nữa. Tại vì hồi mà anh ta ra đời làm xe hơi Tesla đó, là anh ta mới trúng cái PayPal. PayPal là cái hệ thống mà chuyển tiền. Giữ tiền đó. Giữ tiền. Anh ta là một trong những người làm cái đó.
thì lúc mà anh ta bán cái hãng đó cho cái hãng lớn hơn đó, thì anh ta được lời 150 triệu. Xong anh ta mới tính là ok, bây giờ mình ra mình mở cái hãng xe hơi. Tesla mới đầu cũng đâu phải anh ta chế ra đâu, có người khác. Anh ta chỉ hợp đồng với người đó thôi. Và mua cái hãng đó. Đó. Sau đó ngay tin nó nói là trẻ quá rồi, không hiểu, không biết, không có tiền. Trong 50 năm qua không ai làm thành công. Là sao mà nghĩ là anh ta thành công được? Không ai tin hết. Mà trong 50 năm qua đó đó, là mấy anh nhớ cái xe DeLorean, cái xe mà trong DeLorean, cái phim mở cánh Back to the Future đó, đó, cái xe nó mở vậy đó, Michael J. Fox đó, là cái ông tên là John DeLorean làm ra cái xe đó. Cái ông đó là ngày xưa trước khi làm cái hãng đó là ông làm cho GM, ông là Vice President của GM nha, là cái người rất là kinh nghiệm trong nghề. Ra làm xe đó sập tiệm luôn. Xe đó đâu có bây giờ đâu thấy đâu, nó đâu sản xuất. Tại vì hồi đó đó anh ta làm hết tiền. Mà mình phải nghĩ là làm hãng xe hơi nó khó tới mức nào. Chính cái người ở trong cái nghề đó mấy chục năm rồi mà ra làm không được. Mà trong người đó Elon làm được, có hay không? Mà hồi đó ra Elon nó không ai tin hết đó. Thì cũng như bây giờ không ai tin VinFast, nhiều người không tin VinFast làm được. Nhưng mà difference đó, nó khác chỗ này nè. Hồi mà Elon ra làm Tesla đó, chính phủ Mỹ đó, nó cho mượn tiền ít đó. Nó cho mượn như có mấy chục triệu gì đó. VinFast đó, bây giờ chính phủ Mỹ nó ủng hộ tới mấy tỷ. Tại vì cái thời gian nó khác rồi, bây giờ nước Mỹ, chính phủ Mỹ nó thấy là xe điện là cái tương lai của loài người. Đúng rồi. Mình phải có sản xuất. Nước Mỹ phải sản xuất thì mới giàu được. Đó, thì bây giờ nó muốn mang mấy cái hãng ở ngoài nước Mỹ vô đây để sản xuất. VinFast là một trong những hãng đó. Bởi cho nên nó mới làm, nó mới ủng hộ. Nó có lợi cho cho dân Mỹ. Chứ cái nữa là anh, tại vì người ta cứ đơn thuần ta nhìn vào ở mắt anh Việt Nam hay là làm từ Việt Nam, người ta không có cảm giác là tự tin đó. Giống như ngày hôm qua em gặp vợ chồng người Mỹ đó, thấy ông rất là surprise, ông rất là ngạc nhiên, đây là chiếc xe của Việt Nam mà nó đẹp được như vậy. Và em có nói ổng, tuy là ở Việt Nam nhưng mà cái này là những cái kỹ thuật là không phải của Việt Nam. Đúng những rồi. Kỹ thuật là từ Đức, từ Ý, hoặc là những cái tiến bộ khác nữa. Thì cái điều đó mới là cái quan trọng, cái bề dày. Đúng rồi. Người ta có quyền tin tưởng, người ta đặt niềm tin nhiều hơn. Đúng rồi. Còn dĩ nhiên ví dụ nói ngang cái mình không tìm hiểu về sâu á, thì là cái Việt Nam dởm, Việt Nam dởm. Ngày xưa đó Nhật cũng bị, anh có biết không? Hồi mà năm 1900 trước, qua đây đó anh hả? Giá trước năm 1980 mấy á, là cái đồ gì mà làm bên Nhật người ta cho là dởm, thập niên 70 á. Đó, xong bắt đầu 1980 mấy giờ đi á, Nhật nó mới sửa, nó mới làm đồ nó thật tốt. Thì sau này ai mà nghe cái tiếng làm bên Nhật là cho là tốt, đúng không? Ngày xưa đâu vậy, Đại Hàn vậy, xe Hyundai cũng vậy, mới đầu ra hư không á. Bây giờ Hyundai là sao là cho là tốt. Hay là at least là tốt bằng mấy cái hãng xe khác. Hỏi anh Dũng với lại anh Direct nha. Tesla với lại VinFast là hai cái sản phẩm, hai hãng khai khác nhau, nhưng mà có một cái tương đồng. Đố anh nhận thấy, nhận xét có một cái tương đồng. 2012 hồi nãy nói là 11 là, 11, là Tesla đã bắt đầu vô xe điện. Và VinFast 2017 có một cái tương đồng. Biết là gì không? Anh nói đi. Cái tương đồng đây là hai hãng đều là tiên phong hết. Tesla là từ xe xăng chuyển sang xe điện, còn VinFast không, Tesla đâu có xe xăng. Tesla trước khi là từ cái cách mạng là từ xe xăng chuyển sang xe điện, là cái industry là cái industry là nói về cái industry nào là gì? Cái công nghệ. Còn xe VinFast á là tiên phong, xe đầu tiên của người Việt mà xe thông minh. Là xe điện đó các bạn, cái đó là cái có cái tương đồng giống nhau. Cái gì là tiên phong? Cái tiên phong là cái tương đồng. Nhìn xa hơn nữa là vấn đề gì hồi mãi em thấy rõ ràng là qua những cái cuộc em đi gặp gỡ những người chủ của VinFast, những người đang đi xe VinFast này cũng hỏi, thì người ta rất là hài lòng với cái hậu mãi bây giờ của VinFast, đó nghĩa là bất kỳ tình huống gì xảy ra gọi bên nhân viên VinFast họ đáp ứng liền. Cũng vậy, ngược lại thì đi ra ngoài bắt cầu khơi đó, cái xe này bị hư ai sửa, thì nó có bao nhiêu cái store, nó ở bên Mỹ này hiện tại mình biết miền Nam Carolina này có 13 cái store rồi, 13 cái showroom rồi, và cũng vậy đã người ta ra anti là 24/7. Dạ thì đó, nếu gặp trường hợp emergency gì đó thì quý vị cứ gọi thôi. Tại bây giờ người đồn miệng
này kia thì bị nên cân nhắc lại người đó thực sự là có biết xe nhiều về xe VinFast chưa, rồi cái mối quan hệ người ta như thế nào nữa, rồi người ta có tinh thần như thế nào nữa, chứ rồi đừng vội vàng nghe một chiều rồi thấy là uổng đi những cái gì nhẽ là mình biết mà mình không biết. Yeah. Yeah. Nói chung á, về tại sao nhiều người, tôi biết là có người ngoài đó là cứ nghĩ là mấy cha này binh VinFast thì chắc là mấy cha này cộng sản to lùi gà không nói em lùi gà rồi. Tôi là trong ban ở Mỹ không có gà để lùa, không biết lùa gà không biết chữ đâu. Bây giờ mình hiểu rồi, tại mình lớn lên đây mình không hiểu, nhưng mà bây giờ ở Mỹ không có là gà để lùa. Ở Mỹ không có là để lùa các bạn, nói vui thực tế. Đúng rồi, ở Mỹ làm giấy trắng mực đen, black and white. Đúng rồi, mình làm cái gì sai. Tôi là trong quân đội Hoa Kỳ 20 năm nha, tôi sang đây hồi 15 rồi. Dạ. Tôi là rắc Việt Nam Cộng Hòa, ok. Tôi không có chơi cái trò mà như you know, cộng sản gì hết đó. Tôi không có tin những cái trò đó. Chính cộng sản cũng không tin cộng sản, ok. Cái đó tôi có channel mới gọi là nâng nhau lên, tôi sẽ nói rõ hơn cho mọi người biết, ok. Cái lý do mà tụi tôi muốn ủng hộ VinFast, mà ủng hộ cái cách mà sự thiệt là mình nói sự thật, cái gì xấu cái gì tốt mình nói, mình có bằng chứng đàng hoàng, chứ không phải mình cứ nói bậy bạ lên. Ok, cái lý do mình ủng hộ đó là tại vì mình thấy là, theo tôi thấy mấy anh chắc cũng đồng ý, nước Việt Nam mình á, nó khổ lâu rồi, đúng không? Nó là một cái nước nhỏ mà cứ bị mấy cái nước lớn nó tới nó ăn hiếp hoài mấy ngàn năm rồi, mà tới bây giờ là mình có cơ hội để mình lên, mà tại sao mình không lên mà mình lại ném đá? Thế có giải không? Mấy người vậy là rất là giải, mà nó đang lên thì mình ủng hộ, mình thấy cái gì mà nó xấu thiệt mình nói để cho người ta sửa, đúng không? Chứ không phải là mình nói bậy nói bạ nói láo để kéo người ta xuống để làm gì, để mình xuống hả? I don't know about you guys, mà tôi không muốn 1000 năm nữa khổ nha. Ok, trong cái tuổi của em nha. Dạ. Đây, nghe biết là ví dụ như trước năm 75 á, thì Việt Nam đã từng có một chiếc xe gì, thời đó em chưa xanh. Đó. Em biết. Từ hồi cuộc đời em đẻ ra tới giờ đó. Đang là biết VinFast đó. Mà nếu như nó không thành công, bây giờ vui hay buồn mình tiếc chứ. Đúng rồi. Không biết buồn tại vì không tiền không ảnh hưởng gì đến mình, nhưng mình tiếc mình tiếc ở trong cái máu của mình á. Đúng rồi. Cái người Việt cái thương hiệu mình không có. Đúng rồi. Bây giờ ví dụ như chống nó đi, mua mút xe tạo qua đây làm sao, tại nó có. Đó là Michael cũng có chia sẻ nha, một cái trải nghiệm nhận cái Michael được cái là cũng giống như anh Derek qua Mỹ cũng năm 75, lúc đó 13 tuổi. Năm nay thì chắc là lớn tuổi hơn hai anh này. Nhưng mà có một cái quan điểm giống như anh Derek đây, đó là mình suy nghĩ là mình thương người Việt. Michael đã chia sẻ nhiều lần rồi, Michael không có lặp lại đâu. Thương các bạn Việt. Nhưng mà nếu mà VinFast họ mang công việc tới như vậy đó, họ đã có những cái, mình đã làm được cái xe VinFast như vậy rồi đó. Trong tương lai nước Mỹ, những công ty lớn họ sẽ cần tới những người bạn trẻ ở Việt Nam để làm những cái sản phẩm còn hay hơn nữa, tốt hơn nữa. Đúng rồi. Đó cũng cái đó là cái mình lúc nào mình cũng muốn cho cái nước Việt mình nó lên. Đúng rồi. Và các bạn mà không, mọi người có lợi, đúng rồi, nước Mỹ có hai lợi. Bên nước Mỹ cũng có lợi, mà người Việt mình giỏi thông minh để nó có thể xài những chất xám mà... thay vì để từ Trung Quốc họ lấn lướt. Các bạn thấy không? Ví dụ như trong cái kỹ nghệ nè anh, đặc biệt em kể nhanh một cái vấn đề này, em đi trong Target đó, em mua cái đồ chơi game á, thí dụ như Mỹ có Xbox thì bây giờ nó có cái game đó là Nintendo. Không có ngờ đâu mất in Việt Nam đó. Dạ. Cái game đó cũng mắc tiền không có rẻ đâu. Đúng rồi. Mà em không có ngờ, tại vì con em anh nó đọc, nó nói để đi cái này là mất in Việt Nam. Oh my god, nhìn nó thiệt mất in Việt Nam. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung rất là bất ngờ. Đúng rồi. Trong cái chuyện đó không có nghĩ là người Việt Nam mình làm được. Thì đa số người Việt mình vô Costco đúng không? Thì mình không muốn nói đâu quần áo mình nói là cái đó đương nhiên là mấy cái Việt Nam quá trời, mấy cái áo jacket hiệu đàng hoàng Calvin Klein, hoặc là mấy cái đồ mà hiệu mà đi lên núi đó, mấy cái jacket làm mấy cái Việt Nam không à. Nhưng mà mình nói đây, mình nói cái xe thông minh và những cái sản phẩm thông minh mà được vô Mỹ như vậy rồi, mà đã tới ngày hôm nay mà đã nhiều người biết tới, thì mình tại sao mình lại phải đi ném đá? Nhất là các bạn sống ở Mỹ là mình phải open minded. Mình phải lúc nào mình phải nhìn hai chiều. Mình nhìn có một chiều không à, mà cứ đi ném đá, có nhiều người không muốn nghe, không muốn đọc, đúng rồi, không muốn đúng gì rồi, đó, họ cứ nhảy vô họ ném đá. Đúng rồi. You gotta read, you gotta mình phải hiểu. Tại vì nếu mà để ý coi Elon Musk hồi mà mới ra đời Tesla đó. Yeah. Anh ta có cái mục đích chứ không phải không? Mình làm tiền là một chuyện, nhưng mà làm tiền mà không có mục đích là không có thành công bằng những người mà có mục đích. Đúng rồi. Cái lý do mà Elon làm Tesla nhiều người không hiểu là tưởng là anh ta làm tiền nhầm không? Cái lý do Elon làm Tesla
là để hai lý do. Một đó là để cho environment, để cho nó khỏi có xịt khói ra, nó làm mình sau này người ta loài người sẽ bị chết đó, tại vì là bị bệnh đó. Là một phần. Thứ hai nữa là anh ta muốn loài người xài ít dầu hỏa, tại vì anh ta biết là dầu hỏa là cái chiến tranh đó. Chiến tranh thế giới là tại vì dầu hỏa, cứ đi cướp dầu hỏa người ta giành nhau. Thì bây giờ nếu mà có cái xe mà nó không xài dầu hỏa nữa thì người ta không cần nhiều dầu hỏa nữa. Đúng rồi. Thì lẽ nhiên là chiến tranh nó ít đi. Chiến tranh ít đi thì ít người chết. Thế có phải là hay không? Đó, thì vì thế cho nên anh ta thành công rực rỡ. VinFast cũng vậy. VinFast cũng là tin tưởng về cái vấn đề mà environment. Tại nếu mà ai về Việt Nam thấy rõ ràng môi trường, mình hít mấy cái khói không thôi. Đúng rồi. You know, mấy cái xe mà Vespa đó. Đó. Thì là chủ VinFast cũng muốn là ngày nào đó cũng làm xe Vespa bằng điện hết. Đúng rồi. Để cho người ta khỏi hít vào người ta chết. Tuần trước là VinFast có ra mắt xe điện, anh có làm cái clip xe đạp điện, xe đạp điện, xe bus điện này kia luôn. Đó. Cái đó là một trường. Cái đó là một cái lối nhìn mới của VinFast, cũng giống bên Mỹ luôn, California luôn. Thì ai với lại là tạo ra job cho người ta. Đúng rồi. Thế có phải tốt không? Đúng rồi. Thế có phải làm thiện cho người ta? High pay job, high pay. Mà không phải là cái kiểu mà Mỹ nó gọi là handout. Ok. Mình phải đi làm có tiền, nhưng mà phải có cơ hội cho người ta đi làm. Đúng rồi. Không có job thì người ta đi làm được. Thì bây giờ mà có lợi hai bên. Đúng rồi. Thì Mỹ nó bảo ok, giờ muốn bán xe bên nước tôi không? Được. Phải làm hãng bên nước tôi. Làm hãng ở North Carolina. Thì tôi mới cho trừ thuế, thì ai mới lời được. Thì VinFast chịu, nói ok, tôi làm hãng bên, tôi mướn người dân Mỹ. Thì là dân Mỹ lại có sở làm, có job là có tiền. Thì là mình tất cả mình hai bên luôn. Đó. Chứ bây giờ mà mình phá đi là mình giải quá. Cái kinh tế không tốt làm sao mình sướng được? Chị thấy như vậy nè. Không ai sướng hết mà, đúng không? Không những Tesla, không những mà VinFast không đâu. Nếu như chỉ có mình Tesla mà độc nhất về xe điện á, thì chắc chắn ví dụ Model Y không có rớt cái giá hay là không có on sale mà đến mức như vậy đâu. Đúng rồi. Nhiều cái sự cạnh tranh như vậy đó. Thì ở người ta có quyền cạnh tranh, tại sao VinFast không có quyền cạnh tranh? Đó. Ví dụ như mình lấy xe điện từ các hãng xe Mỹ, xe Nhật ra đại hàng đầy ở đây trơn á, thì cũng vậy, đây là thị trường mở mà. Đối với công nhận đẹp, một cái VinFast họ có quyền, hoặc là họ làm theo cái gì của họ bên Mỹ, theo cái luật của Mỹ thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, phải đúng tiêu chuẩn chứ không phải làm bậy bạ được, đâu có được. Làm xe hơi đâu có dễ. Đúng rồi. Phải đúng tiêu chuẩn ta chết được. An toàn, an toàn là cái đầu tiên. Dạ vâng, một lần nữa thì cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi cái clip này cùng anh em chúng tôi. Và lần nữa cảm ơn anh Derek, cảm ơn anh muốn nhớ ủng hộ anh em chúng tôi. Mà trước hết đó thì là ủng hộ dùng cái kênh của anh Derek để anh Derek có nhiều năng lượng nữa trong thời gian tới, chia sẻ nhiều kiến thức nữa cho quý vị nha. Kênh của anh Derek là nâng nhau lên, nâng nhau lên. Okay. Nhớ ha, nâng nhau lên. Thì bây giờ tôi nghĩ là mình cần nâng nhau lên. Việt Nam mình đó bây giờ cũng nhiều người giỏi lắm. Nói đi, đề tài gì anh? Anh chuyên về đề tài gì ạ? Cái channel là nâng nhau lên và anh nói về chuyên về cái gì? Tất cả những cái gì mà nó ảnh hưởng ở người Việt Nam mình. Okay. Yeah, kinh tế nè, về sản xuất nè, về đủ thứ, chiến tranh nè, tất cả những cái gì mà nó ảnh hưởng người Việt Nam mình. Thì mình cần hiểu cái sự hiểu biết đó để mình vào mình bàn sản nhau như tụi mình giờ nè, để mình bảo nhau. Không? Từ hồi mà tôi nhỏ, bố tôi nói là gọi tụi nhỏ tới nói chú mày, lớn lên nó biết cái gì phải bảo nhau nhá, để cho mình nâng nhau lên. Đúng không? Chứ mình không biết mình cứ thủ thủ mình cứ giấu á, thì là không có ích cho mọi người. Thì mình làm cái gì một mình á, nó khó hơn là làm hợp thêm, đồng vô thêm quá. Ví dụ như mình bên sống cộng đồng này Mỹ á, thì là nhiều đa văn hóa, đa sắc dân mà. Ví dụ như người khác người ta ghét nó không đã đành. Đúng rồi. Người Việt ghét người Việt. Nhưng bởi kỳ vậy đó, mà mình ghét người Việt khác, mình ghét mình á, tại vì là bộ tụi nó binh mình hả? Binh khỉ á. Bộ cái cộng đồng Mỹ nó binh mình sao? Mình mà không binh mình, ai binh mình? Đúng không? Đúng rồi. Cho nên mình mới có những người nghị viên, những người thị trưởng nói tiếng Việt, mà hiểu được người Việt, thì mình mới mang cái quyền lợi người Việt mình lên cho nó cộng đồng họ biết. Đúng cộng đồng. Mà trong khác. Trong cái channel mới của tôi sẽ nói rõ cho mọi người biết. Tôi sẽ nói mấy cái example là nó dìm mình xuống.
bằng mấy cái tinh vi quảng cáo đó, mình nhìn mấy cái quảng cáo mình để ý đó, là nó chuyên môn, hay là phim đó cũng vậy đó, nó chuyên môn, nó dìm Á Đông xuống. Đó, nói tới gì, tới hồi tháng 4 các bạn biết đó. Rồi, có 5-6 tờ báo nước Mỹ, báo Mỹ về xe, họ nói VinFast Return to the Sender, mình không cách đây mấy 1-2 tháng đó, gửi về cho người nhà sản xuất, những cái đó là những cái nó dìm xe VinFast của mình không lên tiếng làm sao các bạn. Cái xe nó, mình phải nhìn vô cái xe, tại sao mình nói như vậy được, phải có cái gì. Mà nói chung nữa là nó Michael đã phân tích cái vấn đề đó rồi. Nó tinh vi như cái này nè. Ví dụ một cái phim nào đó hay là một cái quảng cáo nào đó, okay. Có cái quảng cáo này nó 1990 mấy, tôi thấy không ai thấy nha. Nó quảng cáo cái gì không có rõ, nhưng mà Mỹ á, nó quảng cáo nó có ba người đứng ở cái núi, ba ngọn núi. Một người là cái cô da trắng, một người là cái anh Á Đông, một người kia là cái anh Mỹ trắng. Sau người mấy người đó là thả đĩa bay cho nhau đi ngang núi vậy đó. Okay. Cái cô Mỹ trắng đó, thả đĩa bay cho anh da trắng chụp được. Anh da trắng mà thả đĩa bay vô cái anh Á Đông, anh Á Đông hụt. Thấy không? Không có nhìn kỹ là không biết là cái ý của cái đó, cái ý lóng ở dưới nó nói là Á Đông đó, không làm được cái khỉ gì hết. Chuyên môn hụt, chuyên môn làm sai. Nó tinh vi không? Mà người nào mà coi cái đó không biết, nói hay quá nè. Nó cho Á Đông lên quảng cáo nữa. Nhưng mà mình nhìn kỹ mình thấy cái đó là cái cách mà nó dìm Á Đông xuống. Nhớ bởi mình phải hợp đồng vô để mình nói together nhau. Together we stand. Đó, cũng như là cái phim, United we stand. Đó, cũng như cái phim bây giờ, phim Barbie mấy anh biết là ở Việt Nam bây giờ cấm. Okay. Tại vì trong đó anh biết cái đó. Phim anh Barbie. Biết là hồi Việt Nam họ làm thôi chứ còn mình không biết là sao hả? Anh biết là sao? Anh biết đó. Không rõ. Phim Barbie á. Barbie là cái con búp bê á. Con búp bê Barbie. Không rõ, mình không có thể. Giờ nó gần ra rồi, cái phim nó gần ra rồi. Chính phủ Việt Nam cấm, không cho là cho chiếu cái phim đó bên Việt Nam. Cái lý do là tại vì là ở trong cái phim đó nó có chiếu cái bản đồ biển. Nó vẽ đường lưỡi bò. Nó cắt đi. Ok. Thì có phải là cái đó là chính phủ tàu nó ủng hộ cái phim đó đúng không? Đúng rồi. Nó để cái đó vô để cho nó làm cho tâm lý người ta. Đúng rồi. Nhìn cái đó đó mình tin tưởng là cái biển đó là biển của tàu. Đúng rồi. Bởi vậy cho nên nước Việt Nam mình mới cấm không cho. Đúng rồi. Đó, mình phải để ý mấy cái đó nha. Để ý đó, nó để vô mấy cái phim, mấy cái quảng cáo mà nó dìm Á Đông mình xuống, dìm Việt Nam mình xuống, phải lên tiếng. Đúng rồi. Mình nói cho nhau biết, không thèm coi. Mình nói tên trước khi anh nói cũng cái idea giống như anh Direct vừa chia sẻ. Cách đây một tuần 10 ngày thì các bạn biết rồi, lần thứ 3 hạm đội chiếc aircraft carrier Ronald Reagan đã ghé Đà Nẵng. Theo Michael rất là, khi mình chia sẻ vấn đề là Michael rất là tự hào, nói là người Việt mình bây giờ càng ngày càng gần với lại Mỹ. Cho nên gần với Mỹ thì mình thấy là rất là mình học được nhiều thứ hơn. Chứ còn gần Trung Quốc là họ chỉ có đi sau lưng mình thôi. Họ đi trước mình mà họ sẽ coi mình lúc nào cũng làm được phía sau. Còn Mỹ họ sẽ nâng nhau lên, Mỹ nó sẽ nâng lên để mà đất quyền lợi của Mỹ và quyền lợi Việt Nam hai bên. Đó, thì mình thấy rõ ràng. Cho nên là... còn muốn kết thúc là bằng cách là thay vì Make America Great Again, bây giờ là Make Việt Nam Great Again. Đúng rồi. Là làm cho nước Việt mình mạnh hơn, tốt hơn và giàu mà hơn. Mà cái này mạnh. Không phải là về Make America Việt Nam. Vấn đề chính trị mà cái này về dân tộc Việt dân Nam. Dân tộc, về kinh tế. Đúng đó, rồi. Kinh tế. Chứ không cần biết là chính trị, tại vì mình thấy là trong cái lịch sử Việt Nam có nhiều chính trị lắm. Ngày xưa mình là vua. Ngày xưa là vua. Đúng rồi. Xong rồi sau này là cộng sản. Who cares? Đúng rồi. Ok, mình chỉ cần là cái dân mình có sung sướng không nào. Mà Michael nghĩ là mình không có quên, không bao giờ quên. Quá khứ là quá khứ, mình để qua một bên. Bây giờ là mình move forward. Đúng mình rồi. Tiến tới. Đúng rồi. Để mà làm cho nước Việt mình nó mạnh hơn. So make Vietnam great again. Đúng rồi. Giờ con rồng có gì? Con rồng Việt Nam, không phải dấu tiên mà Việt Nam mình trước đây giống như Singapore gọi là cái hòn ngọc Biển Đông. Đúng rồi. Bây giờ muốn làm được cho hòn ngọc Biển Đông. Tôi sẽ nói sâu nữa trong cái video của tôi. Hồi xưa mình chọn mình học Việt Nam đó. Tôi nói, sẽ nói sâu về kinh tế đó. Tại sao mà sau này tôi tin là ở Việt Nam mình là một trong những nước mà khỏe nhất thế giới nha. Tôi sẽ nói cho biết tại sao mà tôi bằng chứng đàng hoàng nha, chứ không phải nói với lại Việt Nam mình thật là Việt Nam mình đó là hơn Đài Loan bằng cách là Việt Nam mình là một cái nước độc lập, không có bị tùy thuộc vô Trung Quốc. Trung Quốc lúc nào nói Đài Loan vẫn là hòn đảo của Trung Quốc. Việt Nam mình là một cái nước riêng, cho nên mình phải giữ nước Việt Nam mình. Chứ còn không là Trung Quốc nó mua luôn.
Rồi, dạ, dạ vâng, cảm ơn lần nữa hai anh rất nhiều, và đặc biệt là câu chuyện của anh Derek đây rất là hấp dẫn. Và vậy phải câu like câu view chứ, phải lần tới nữa nha quý vị, chứ không phải hết đâu. Có nhiều chuyện nói lắm. Các bạn, nếu các bạn, bấm like, share, subscribe hai channel TD Media, Phố Việt Media và subscribe channel mới. Nâng nhau lên. Nâng nhau lên. Ok. Bye bye. Thank you. Bye bye. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi những chia sẻ vừa qua. Xin để lại một lời nhắn comment phía dưới. Thank you so much. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, một cuối tuần hạnh phúc bên người thân. Và không quên theo dõi, bấm like, share và subscribe channel của Michael. Thanks again. Have a nice weekend. Bye bye các bạn.